Xin chào các bạn, thầy là thầy Phương đến từ Anh Ngữ Mixua đây. Hôm nay thầy muốn giới thiệu với chúng mình một chuỗi video mang tên kỹ năng giải đề TOEIC để chúng ta có thể luyện đề TOEIC tại nhà và đặc biệt là luyện reading tại nhà. Ở trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu dạng bài làm từ vựng ở trong part 5 của bài thi TOEIC. Và ở trong bài học này thì thầy cũng muốn giới thiệu với chúng mình với một phương pháp học từ vựng rất là hiệu quả độc quyền tại Anh Ngữ Mixua, đó là phương pháp TOCOS. Nó là gì thì chúng mình cùng đi vào tìm hiểu nhé. Và hôm nay thầy cũng đang ngồi ở một cái không gian nó hơi náo nhiệt một chút, cho nên là sẽ có thể có một chút tiếng ồn ở trong video thì chúng mình cũng thông cảm nhé. Chúng ta hãy cùng đi vào part 5 và cái bài học của hôm nay của chúng ta sẽ là về dạng từ vựng ở trong phần TOEIC reading part 5 này. Chúng mình hãy lưu ý rằng là phần từ vựng ở trong part 5 này nó sẽ chiếm khoảng từ 75-80% các câu hỏi, cho nên đây là một cái phần bài học rất là cần thiết, một kỹ năng rất là cần thiết để chúng mình có thể nâng điểm TOEIC của chúng ta từ khoảng 450-500 cho lên đến tận 700. Chúng mình cần phải học từ vựng rất là nhiều. Và bây giờ hai cái đề của mình, hai câu hỏi của chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay đó sẽ là hai câu hỏi 104 và câu hỏi 125 của test số 1 sách ETS 2024. Và để xử lý hai câu hỏi này thì thầy muốn giới thiệu với chúng mình cái phương pháp học từ vựng TOCOS độc quyền tại Anh Ngữ Mixua. Phương pháp học TOCOS nó bao gồm những phần như sau. Đầu tiên là hai chữ cái TO, nó được gọi là Topic Based Vocabulary. Chúng ta học từ vựng theo chủ đề. Hai chữ cái CO, đó là Collocations, có nghĩa là chúng mình sẽ học những cái từ vựng này ở trong cụm hay đi cùng với từ vựng đó. Và chữ cái cuối cùng là chữ cái SC, đó là viết tắt của Sentence Building, là một cái hoạt động mà chúng mình sẽ làm ở trên lớp để có thể xây dựng câu và ghi nhớ những cái cụm từ này một cách hiệu quả hơn, và sau đó chúng ta có thể áp dụng những cụm từ đó vào trong bài thi TOEIC của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng câu hỏi cụ thể nhé. Câu hỏi đầu tiên của thầy hôm nay là câu hỏi 104 ở trong đề thi thứ nhất của sách ETS 2024. Câu hỏi này nó là như sau. Zen flooring has the widest selection of từ cần điền in the United Kingdom. Bốn đáp án của chúng ta sẽ là A. Paint, B. Tiles, C. Furniture và D. Curtains. Chúng ta sẽ cùng mổ xẻ câu hỏi này để xem là cái phương pháp TOCOS nó được áp dụng như thế nào. Đầu tiên, bốn đáp án của chúng ta nó sẽ nằm ở trong một cái chủ đề mà chúng mình sẽ được học. Bốn cái đáp án này là ở trong chủ đề Home Renovation, nó có nghĩa là sửa sang hay là sơn sửa nhà cửa. Chúng ta có bốn từ vựng như sau. Từ paint của đáp án A, đó là sơn. Từ tile, đáp án B, là gạch lát, những cái viên gạch của chúng ta dùng để lát nhà ấy. Từ furniture, đáp án C, đó là nội thất nói chung. Và từ D là curtain, là rèm cửa. Tất cả những từ vựng này nó đều nằm trong chủ đề home renovation, chủ đề sửa sang nhà cửa mà chúng mình sẽ được học. Và những khi mà chúng mình đã học những cái từ vựng theo một cái chủ đề cụ thể như thế này thì khả năng mà chúng mình ghi nhớ từ vựng nó rất là nhiều, rất là cao. Tiếp theo, ở trong câu này chúng mình cũng sẽ nhận ra được một cái cụm từ, một cái collocation mà được sử dụng rất là rộng rãi ở trong đời sống tiếng Anh bình thường, đó là cụm từ wide selection. Cụm từ này dịch nôm na ra nó là một cái bộ sưu tập lớn và hay được sử dụng trong quảng cáo. Những cái ngôn từ quảng cáo mà chúng mình hay nghe ở trong tiếng Việt nó sẽ giống như là kiểu chúng ta có nhiều mặt hàng này, mình có những cái mẫu mã đa dạng, mẫu mã phong phú, thì trong tiếng Anh cái cụm từ mà nó được chọn, được sử dụng đây sẽ là wide selection. Sang đến phần sentence building, chữ S trong TOCOS thì đây sẽ là một cái hoạt động mà chúng mình sẽ được làm ở trên lớp để luyện tập những cái cụm từ mà chúng ta sẽ được học. Thầy có hai câu ví dụ ở đây. Câu thứ nhất là My paint store has a wide selection of paints. Dịch ra nó sẽ là cái cửa hàng sơn của tôi sẽ có rất nhiều mẫu mã sơn mà bạn có thể mua, phải không nào? Hay là câu thứ hai của thầy là My bakery has a wide selection of cakes. Có nghĩa là cửa hàng bánh của tôi thì những cái mẫu mã về bánh cũng rất là đa dạng, rất là phong phú. Thầy nhắc lại, đây là một cái cụm từ, một cái collocation được sử dụng rất nhiều ở trong quảng cáo. Và nếu mà chúng mình nhớ được cái collocation này thì đó là một cái công cụ cực kỳ hữu ích để làm bài thi TOEIC. Và quay trở lại cái đề bài của chúng ta, bây giờ làm thế nào để mình có thể chọn được một từ mà nó có nghĩa phù hợp nhất với cái câu mà mình đang cần phải điền vào đây này? Thì chúng mình sẽ có thể nhìn thấy rằng là ở trong cái câu 104 này nó có một cái yếu tố cực kỳ quan trọng nữa, đấy là cái từ, cái tên riêng của cái công ty mà chúng ta đang nói về, nó là tên Zen Flooring. Nếu mà chúng mình biết, chúng mình đã học những cái từ vựng ở trong chủ đề Home Renovation, chúng mình cũng có thể biết được rằng là floor, ngoài cái việc đó là danh từ mang ý nghĩa sàn nhà ra, nó còn có nghĩa là
động từ floor nó còn có nghĩa là chúng ta sẽ lát gạch nữa, hay là chúng ta sẽ làm những cái công việc mà liên quan đến sàn nhà nữa. Chính vì cái dấu hiệu này, cái tên của công ty là Zen Flooring, nó có nghĩa là làm những cái việc liên quan đến sàn nhà, cho nên cái từ mà phù hợp nhất để chúng mình chọn cho đáp án của câu này nó sẽ chính xác là từ tiles hay là gạch lát, và đây sẽ là đáp án cuối cùng của chúng ta. Chúng ta sẽ bước sang câu thứ hai của đề ngày hôm nay. Đấy là câu hỏi 125 trong đề thi số 1 của sách ETS 2024. Câu hỏi này nó sẽ trông như sau. The company handbook outlines the high từ cần điền that employees are expected to meet every day. Bốn cái đáp án của chúng ta sẽ là A. Experts, B. Accounts, C. Recommendations và D. Standards. Bốn từ vựng trong đáp án này của mình nó sẽ xuất hiện ở trong cái chủ đề gọi là general business, nó là chủ đề chung chung về doanh nghiệp chúng mình ạ. Bốn từ này nó sẽ có nghĩa như sau: expert là chuyên gia, account là tài khoản hoặc là khách hàng, recommendation là sự khuyến nghị, và từ cuối cùng là từ standard là tiêu chuẩn. Và ở trong cả bốn đáp án này, nếu mà chúng mình đã nắm chắc được phương pháp TOCOS, chúng mình có thể nhận ra rằng là chúng ta có một cái đáp án mà nó nổi trội hơn hẳn và thầy đang đánh dấu ở đây. Đó là đáp án standard, là tiêu chuẩn. Vì sao nó lại là đáp án nổi bật? Chúng mình hãy nhìn vào đây nhá. Ở trong câu 125 của mình như thế này, mình sẽ có hai cái dấu hiệu mà nó là dấu hiệu của collocation đi với từ standard. Đầu tiên là từ high và từ meet. Hai cái collocation mà hay đi với từ standard đấy là, thì có cái collocation đầu tiên là high standard, trong tiếng Anh nó có nghĩa, trong tiếng Việt nó có nghĩa là tiêu chuẩn cao. Hoặc là từ meet standard thì nó là một cái collocation, trong tiếng Việt nó có nghĩa là đáp ứng tiêu chuẩn. Và chính vì hai lý do này thì ở trong cả bốn cái đáp án này, thầy sẽ thấy rằng cái từ standards là cái đáp án mà chúng ta nên chọn nhất. Nó sẽ là cái đáp án của câu hỏi của mình. Và đó là những cái hiệu quả mà phương pháp TOCOS mang lại khi mà chúng mình đang cố gắng luyện thi cái bài thi TOEIC này, và đặc biệt là khi mà chúng mình đang luyện từ vựng cho cái bài thi này. Đây cũng là một cái phương pháp mà thầy đang áp dụng cho tất cả những cái lớp học TOEIC của thầy, để cho giúp cho học viên của thầy là nhớ được từ vựng lâu hơn và ứng dụng được những cái từ vựng đó vào trong bài thi TOEIC, cũng như là ứng dụng những cái từ vựng vào trong cái cuộc sống của họ sau này. Và tất nhiên là ngoài cái việc mà chúng mình có thể học ở trên lớp ra thì chúng mình cũng có thể học tại nhà qua một cái cuốn ebook nó mang tên là Siêu tốc 1000 từ vựng TOEIC, được biên soạn bởi anh Nguyễn Minh Hoa. Cuốn sách này được áp dụng phương pháp TOCOS một cách chặt chẽ để giúp cho chúng mình có thể học từ vựng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nó bao gồm những từ vựng được chia thành các chủ đề cụ thể, và trong đó thì chúng mình có thể được học cái từ tiếng Anh này, nghĩa tiếng Việt của nó này, từ loại của nó, phát âm, những ví dụ cụ thể và cả bài tập đi kèm để chúng mình luyện tập nữa. Chúng mình hãy để lại thông tin ở đường link dưới đây để nhận được sách từ anh Nguyễn Minh Hoa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. TOEIC, đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam.